nhạc sĩ Vũ lúc đó không hiểu lý do gì, rất là hoang mang lo lắng và mới tìm đến nhà của cô Thanh. Không khí nhà rất là tấp nập, thì chú mới lén lén mới ngoắt được em gái của cô Thanh ra và hỏi chuyện. Thì em gái của cô Thanh tiết lộ hôm nay là ngày đám hỏi của chị Thanh, và chỉ vài tháng sau thôi thì sẽ có một cái đám cưới diễn ra. Thưa quý vị, đó là chú có đến dự đám cưới của cô Thanh đúng không? Sau đó mấy tháng cô có đến dự và cô mời chú. Chú đến mà chú ngồi trong cũng sảnh, ngồi trong giữa hai họ nhà trai nhà gái ngồi chung bàn vậy, nhưng mà không ai biết chú là ai. Dạ, thưa quý vị, lúc đó thì chú Y Vũ đến dự đám cưới của cô Thanh, và nhìn vào ánh mắt của cô thì chú hiểu được rằng chú và cô không đến được với nhau là do bốn chữ môn đăng hộ đối. Gia đình của cô Thanh chọn cho cô Thanh một gia đình mà có một người con là bác sĩ. Dạ, đúng không chú? Nhưng mà trong ánh mắt của cô Thanh lúc đó vẫn chan chứa một cái tình yêu, một cái tình cảm dành cho... Có nhìn ánh mắt biết. Dạ, ánh mắt là chú em cũng thấy là vẫn dành cái cảm xúc đó cho mình. Nhưng mà cái tình duyên nó không đến được với nhau. Dạ, chú cho con hỏi này chú. Chú sau một mối tình như vậy thì khoảng bao lâu chú mới lấy lại tinh thần và tiếp tục yêu một người khác hả chú? Cái đau của, đó là một cái vết của những của mối tình đầu. Lúc nào nó cũng đau, nhưng chú giấu được thôi. Mà mấy bà cũng hiểu. Bởi vì chơi về chú nói thật những mối tình chú như thế. Dạ, chú Y Vũ ơi, chú đã 34 lần đưa những người tình của mình sang sông. Vậy thì hiện tại chú đã có cái bến đỗ nào cho mình chưa? Bây giờ chú đỗ lâu rồi con. Chú đỗ lâu rồi. Đỗ rồi. Đỗ bao giờ chú? Đỗ gần 20 năm rồi còn gì. 20 năm. Chú đâu có chiến đấu nữa. À, vậy là cái người này là người thứ 35 hả đúng chú? Rồi, đúng rồi. Dạ. Cô là người đàn bà tuyệt vời đó, lo cho chú đủ. Dạ. Hiểu chú. Trước tiên thì để Tường tiếp nối câu chuyện. Lúc đó thì ông Y Vũ đây là một học sinh trung học. Ông đã để ý và có tình cảm với một cô gái tên là Thanh. Và cô gái này học cao hơn ông. Hai người gặp nhau ở trong sân trường. Lúc đó thì ông Y Vũ luôn cho rằng mình là một người có ngoại hình không có đẹp. Xấu trai. Dạ rất là, con không dám nói cái từ đó, rất là xấu trai. Mà có lẽ chắc những người phụ nữ yêu quý ông là vì cái sự hiền lành của ông, chất phác thật thà của ông. Nhưng mà với điều này thì Tường có cái minh chứng như thế này. Không thể nào mà nói là nhạc sĩ Y Vũ của chúng ta là xấu trai được. Anh nhìn đi, đẹp trai không? Trời, đẹp trai quá. Hồi này chắc thợ chụp hình đó, nó sửa lại đẹp. Hồi xưa làm có sửa. Nghệ sĩ, ca nhạc sĩ Bình Bầu là chú là một trong những người đàn ông xấu trai. Trong giới nghệ sĩ. Chú xấu trai mà chú có 34 người vợ, trong khi anh Quyền Linh đẹp trai mà. Dạ, giấu. Dạ, thì để quay lại tiếp với câu chuyện thì lúc đó là hai người có tình ý với nhau ha chú ha. Cũng đưa nhau đi học, đưa nhau đến trường. Mà lúc đó hai người yêu nhau nhẹ nhàng lắm. Nói chuyện với nhau là xưng tên. Chú là tên Hội, chị là tên Thanh. Thì chị mới nói với chú vậy nè: Hội ơi, năm sau Hội đừng có mua sách mới, để đó là Thanh cho. Dạ, con nói vậy đúng không? Đúng, đúng, quá. Dạ. Thua con lớp. Dạ. Chú học dốt hơn con. Dạ. Dốt hơn không? Lại chú học sau. Bây giờ vẫn còn dốt. Chắc có lẽ đức tính khiêm tốn của chú, cho nên là bao nhiêu người phụ nữ luôn luôn nói rằng là chú là một người rất là tốt, một người đàn ông có trách nhiệm. Thương chú ở cái khờ. Mình làm mấy cô đó gạt chú không á hả chú? Không có, tự nhiên mấy cô có lẽ là nhìn nhầm sao? Nhìn nhầm mà tới 34 cô nhìn nhầm luôn hả chú? Chắc cô nhầm hết. Nhầm hết 34 cô luôn. Nhưng mà có một điều là chú thì cái hoàn cảnh của hai người khác nhau. Chú thì lúc đó tài sản chỉ có mỗi một chiếc xe, mà cái xe đó không phải của chú, của anh chú. Thì trong khi cô này là con của một cái gia đình mà có một cây xăng. Cây xăng là giàu lắm đó quý vị. Tại vì mỗi ngày thì tới cái ca, giống như thay ca vậy đó, là cô Thanh cô sẽ đến cái cây xăng á, chú thay, cô thay cho mẹ cô về nghỉ. Thì cô mới xi nhan với chú, dặn chú là Hội tới đem xe tới đổ xăng lúc đó đó. Đổ xăng chùa. Đổ xăng chùa. Thương bạn của mình mà sợ bạn mình tốn tiền đổ xăng. Tới đi, lúc đó là thanh trực á, là đổ xăng chùa. Thì tình yêu đang đẹp như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như vậy thì đã không có những bài hát bất hủ ra đời rồi thưa quý vị. Bỗng nhiên, suốt một tuần lễ,
người đàn ông này không nhận được một tin tức nào của cô bạn gái của mình hết. Và nhạc sĩ Y Vũ lúc đó không hiểu lý do gì, rất là hoang mang, lo lắng và mới tìm đến nhà của cô Thanh. Không khí nhà rất là tấp nập. Thì chú mới lén lén mới ngoắt được em gái của cô Thanh ra và hỏi chuyện. Thì em gái của cô Thanh tiết lộ hôm nay là ngày đám hỏi của chị Thanh. Và chỉ vài tháng sau thôi thì sẽ có một cái đám cưới diễn ra, thưa quý vị. Lúc đó nghe tin như sét đánh. Và nhạc sĩ Y Vũ lững thững ra về nhà của một người bạn. Và đêm hôm đó lần đầu tiên nhạc sĩ Y Vũ biết đến say là như thế nào. Và chỉ sau đêm đó thì tuyệt phẩm Tôi Đưa Em Sang Sông được ra đời. Đây, anh Nguyễn Linh mở ra xem. Cảm ơn Cát Tường nhiều, câu chuyện của chú hay quá. Bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông, à cái hình này là... À, chú có thể chia sẻ thêm về bức ảnh này. Kính thưa quý vị, là đây là bức ảnh do họa sĩ Duy Liêm ngày xưa vẽ. Vẽ là theo cái tựa của đề Tôi Đưa Em Sang Sông. Chỉ nghĩ rằng đưa sang sông là đưa một con đò. Nhưng mà sự thật, sau khi tôi đau khổ mối tình đó, đêm về tôi nghĩ đến hai câu thơ của Thâm Tâm là đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng. Tôi viết bài này là theo sự chiều tượng chứ không phải hình ảnh như này. À, không có bến nước và con đò nào hết. Dạ. Chứ Tôi Đưa Em Sang Sông là không có sông, không đúng không? Không có sông. Dạ. Nhà ở nhà giữa trung tâm Sài Gòn làm sao có sông, có mỗi dạ. sông Bạch Đằng nó đi xa đó. Dạ. À, chú ơi, sau đó là chú có đến dự đám cưới của cô Thanh đúng không? Sau đó mấy tháng cô có đến dự và cô mời chú. Chú đến mà chú ngồi trong cũng sảnh, ngồi trong giữa hai họ nhà trai nhà gái ngồi chung bàn vậy. Nhưng mà không ai biết chú là ai. Dạ. Thưa quý vị, lúc đó thì chú Y Vũ đến dự đám cưới của cô Thanh và nhìn vào ánh mắt của cô thì chú hiểu được rằng chú và cô không đến được với nhau là do bốn chữ môn đăng hộ đối. Gia đình của cô Thanh chọn cho cô Thanh một gia đình mà có một người con là bác sĩ. Dạ, đúng không chú? Nhưng mà trong ánh mắt của cô Thanh lúc đó vẫn chan chứa một cái tình yêu, một cái tình cảm dành cho... Có nhìn ánh mắt biết. Dạ, ánh mắt là chú em cũng thấy là vẫn dành cái cảm xúc đó cho mình. Nhưng mà cái tình duyên nó không đến được với nhau. Thưa chú, nếu như bây giờ chú muốn gửi gắm một điều gì đó, một lời nói nào đó đến với cô Thanh, thì chú muốn nói gì với cô Thanh? Nói giờ này bà mà có chuyện tình này, bởi vì bà là người xưa, thì tôi có kể về bà, thì bà xin lỗi là bà mạn phép cho tôi. Vô cùng xin lỗi bà Thanh. Tại vì xin lỗi là dù sao mình nhắc lại tên mà quá khứ. Đáng nhẽ mình không nên nhắc tên người đó trong... Dạ, dạ, con đó. Hiểu rồi. Chú xin lỗi điều đó. Dạ, chú cho con hỏi này chú sau một mối tình như vậy thì khoảng bao lâu chú mới lấy lại tinh thần và tiếp tục yêu một người khác hay chú? Cái đau của, đó là một cái vết của những của mối tình đầu, lúc nào nó cũng đau, nhưng chú giấu được thôi. Mà mấy bà cũng hiểu, bởi vì chơi về chú nói thật, những mối tình chú như thế. Dạ, chú Y Vũ ơi, chú đã 34 lần đưa những người tình của mình sang sông. Vậy thì hiện tại chú đã có cái bến đỗ nào cho mình chưa? Bây giờ chú đổ lâu rồi con. Chú đổ lâu rồi. Đổ, rồi. Đổ bao giờ chú? Đổ gần 20 năm rồi còn gì. 20 năm. Chú đâu có chiến đấu nữa. À, vậy là cái người này là người thứ 35 hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cô là người đàn bà tuyệt vời đó, lo cho chú đủ dạ. thuốc, hiểu chú. Mà bây giờ chú viết cho cô được bao nhiêu bài? Không, cô chú chưa viết bài nào hết. Đúng rồi. Chú hứa với cô là chú sẽ viết về một cuộc tình già như vậy. Còn nãy Quyền Linh có hỏi là trước khi lên sân khấu này, có hỏi là chú có cảm giác gì mà leo lên xe bông chưa đó. Thì chú nói cả cuộc đời chú đến bà thứ 35 chưa giờ cưới bà nào hết. Thành ra chưa có bao giờ có cảm giác lên xe hoa. Chú ơi, rồi cái người thứ 35 á chú, có khi nào cái người đó thắc mắc chứ cái quá khứ gì sao mà chú có bà, nhiều. Chú kể với bà hết. Kể không hết giấu. À? Dạ. Vợ chồng chú không giấu nhau. Ngay cả cái người phụ nữ mà làm chú viết cái bài hận chú cũng kể luôn hả chú? Có chứ, có kể cho bà biết này. Bà nói đáng hận này. Đáng hận. Cái như là cái mới đây bà hỏi bây giờ còn hận bây giờ gần U80 gần sưng lỗ còn hận cái gì nữa đó. Chú nghĩ tại sao những người phụ nữ trong cuộc đời của chú khi nói về chú người ta lại nói là chú là một người đàn ông tốt? Chú đối với bà mấy bà rất tốt chứ chưa bao giờ làm bà mấy bà buồn hết. Tốt là tốt như thế nào cụ thể chú? Tốt trong cuộc sống chú luôn luôn nhường nhịn. Nhưng mà tốt sao chia tay chú? Tại vì cái hoàn cảnh hoặc là nhiều khi đến cái giai đoạn mấy bà thấy mình có điểm gì bà không ưa đó,
nhiều khi loài ra cái cù lần cái gì đó ai biết được cái phù thờ đó làm sao biết được kiểm soát trời ơi cù lần mà, chú á là nhiều mà, người mà, cù lần lắm á nha mà chú nói thật là chú đến với bà chú không biết tán gái chú rất lịch sự mời đi rủ đi uống cà phê buổi tối chú ngồi rất đàng hoàng thế này đến chừng 10-15 phút sau bà cầm cái tay bà để qua này các bà để anh đùi để chú nghĩ trong đầu cái này chắc tới rồi chú không hề không hứa danh dự chú không hề sẵn sàng không bao giờ có chuyện không bao giờ có chuyện đấy không bao giờ có không bây giờ chú có cảm thấy là chú thích hay là chú hối hận gì tất cả những cái mà chú đã trải qua không chú chẳng hối hận cái tội chú làm chú chịu người ta hạnh phúc người ta hên người ta đã một vợ một chồng hai số vừa đưa hoài vậy cứ hết bà này bà kia ai muốn thế số xui tôi bán mới gặp vậy thật á chú nói là chú xui mà mấy đàn ông khác thì nghĩ là hên lắm người ta đối người ta là hên nhờ chú cảm xui thôi coi như giống như là chú nói đi xui đi không xui thật đó cháu cháu cứ thử hoàn cảnh chú đi cháu sẽ nhức đầu thôi, cháu xui lắm thôi con muốn đâu con bước vào thử biết ngay con muốn xui gì đâu cháu còn mạnh khỏe mà bước vào thử đi cháu còn thôi con nhức đầu chú đừng có nói vậy anh Quyền Linh anh mừng nhưng mà con xin hỏi chú nè vừa rồi thì có nhiều cái sự gọi là tranh cãi nhau trong cái mạng chú, trong chú cái bài là, hát tôi đem sang mấy năm nay rồi nhất là cái lời và cái tác giả đó chú bây giờ xin nói với quý vị khán giả là tôi xin khẳng định một điều là bài là của tôi viết có một mình tôi thôi anh Y Vân anh có dạy hai người học trò là Nhật Ngân và anh Thi thì khi mà tôi thất tình về tôi viết cái bài tôi xong được mấy ngày sau á rồi trình cho anh Y Vân đánh duyệt anh nói bài này được tốt rồi anh đề nghị ngay bảo bây giờ mày có thể mày để thêm tên Nhật Ngân vào bài này không để cho hai đứa cùng nổi tiếng với nhau có chút tiếng bài này hay sẽ nổi đấy thì kính thưa quý vị tôi rất vô tư đó tôi không nghĩ một cái chuyện mấy chục năm sau nó lại như thế tôi bảo nghe rồi anh rồi anh muốn để thì em để vào bài đó để ký tác quyền cho nhà xuất bản Diên Hồng thì để mới để thêm tên Nhật Ngân và tôi có hứa trên báo chí là sẽ có một ngày tôi lục vào cái bài gốc gọi là bản thảo bản gốc tôi viết tay đó hôm nay tôi có lục có đem theo đây có bản gốc luôn có bản hả? Gốc luôn đây là bản gốc nó khóa rất nát mấy chục năm rồi từ năm 62 đây chỉ có tên mình tôi thôi đây là bản gốc bản thảo Phi Vũ à đây cái lời giữa có cái lời cái chỗ này con cũng rất quan tâm là chú tức là có cái người hát là đời tôi là chiến binh đây là do lỗi nhà xuất bản sửa của tôi là rời thời gian lặng lẽ trôi đời tôi là cánh mây trong bốn phương trời vì sao tôi có cự nhà xuất bản tại sao là có thể sửa lời đó rồi ông bà đây xin lỗi đây bản đã ấn hành đã phát hành rồi và đây là đây là nguyên gốc bản thảo ngày 5 tháng 6 năm 1962 có thể cho bên đây mọi người xem luôn nào đời tôi là cánh mây và đời em là cánh hoa để chú hát đoạn giữa cho dạ mọi người chú. Xem xong bây giờ chú Y Vũ có thể hát ra tặng mọi người cái đoạn giữa đó cái đoạn có thể thay đổi một vài thời đó xin gửi đến quý vị và các bạn tôi sẽ xin hát đoạn B và đoạn C tức là đoạn giữa và đoạn cuối ban nhạc son thứ đi rồi thời gian lặng lẽ trôi đời tôi là cánh mây trong bốn phương trời mà đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ đưa đón em về hôm nào em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền giờ phút cuối đến tiễn em nhìn xác phao vương gót chân ngày xa xưa sợ lầm trong bùn khi mưa nàng đã thay một lối về thay cả bàn tay đón đưa ở đây có ba cái đoạn khác đó là đời anh là cánh mây đời em là cánh hoa và cuối cùng cái câu cũng hay rất là hay tức là thay cả bàn tay đón đúng đưa rồi. Tức là ngày xưa là cái bàn tay của người đàn ông này đưa hồi xưa chú đưa bây giờ cháu đưa nó đó